Biển trời mênh mông. Cắn chưa? Các bác thân mến, bọn tôi đang đi câu ở ngoài Côn Đảo. Tuy nhiên rằng là chuyến đi câu đấy này này thì tôi sẽ ghi rất nhiều tập khác nhau, sẽ gửi các bác hình ảnh khác nhau, nhưng mà tôi quay bằng điện thoại một cái đoạn lèo luôn. Để bởi vì Hoan Cam lâu nay cũng ít đăng những ký sự ấy, chỉ đăng những cái chương trình về câu kéo kỹ thuật thôi. Thì bây giờ tôi sẽ cố gắng làm sao là mỗi những buổi đi cắm trại hoặc câu cá tôi sẽ ghi một lèo những cái phong cảnh xung quanh đấy để đăng lên Hoa Văn Cam để các bác có những cảm nhận chung. Như hôm nay tôi là ngày thứ hai ở ngoài Côn Đảo câu, mặt trời giờ đẹp thế, hoàng hôn lặn đẹp chưa. Thì nhóm tôi đợt này là có ba anh em, tôi với anh Đạt với anh Hùng. Anh Đạt thì đang ngồi câu góc kia, đang đi trên cái ra câu. Thì đến chiều nay là đang chơi môn câu mồi thật. Rích kinh thì từ hôm qua đến nay là rích nhiều lắm rồi, nhưng mà đoạn này cá rích nó cũng hơi khó đấy. Chiều chúng tôi đang câu cái con cá đồng đấy, lấy cái mồi mực, cái rông mực ấy, mực sống ấy, mực tươi ấy, để mình câu con cá đồng. Hôm qua tôi lên toàn sấp đôi, hôm nay anh Hùng vừa lên con rồi đấy, đang đợi xem là nó cắn như nào. Thì quay toàn bộ cảnh ngoài này để các bác nhìn. Mặt này thì đây là những cái dãy núi, hòn đảo nhỏ của quần thể Côn Đảo này. Còn vào bờ thì hình như là hướng bên này cơ. Đấy, mặt trời lặn đẹp thế. Tôi sẽ ngồi góc này nhá. Các bác nhìn đúng cảnh hoàng hôn ngồi câu cá. Cắn không anh? Mất mồi. Câu bằng cái cục chì nặng 100g. 200 nữa nhỉ quả này. Không, cục này nhẹ mà. Cục này chắc chỉ khoảng 5. Câu cá đồng. Còn ghe thì đang chuẩn bị bữa cơm chiều nay đây rồi. Thấy có miếng thịt lợn ở kia rồi. Thịt bò chứ anh Hùng nhỉ? Lợn đấy. Lợn à? Đây. Đang chờ một con cá đồng lên, các bác xem. Cá đồng đẹp lắm. Dính chưa? Nhanh thế. Tuột à? Bọn này nó đi theo đàn mà các bác, nên là nó vào ác luôn. Cắn đầu cần cực ngay. Sóng ác luôn đấy các bác. Chờ một tí xem nào, lên cá đồng nào. Các bác có hay đi câu biển không? Câu biển thì nói chung là cũng say sóng ác đấy. Ai không quen như tôi, đi hai trận thì vẫn còn đơ đơ này. Đây, buổi chiều yên tĩnh thực sự luôn. Tầm này là ngớt gió rồi đấy, hôm nay gió kinh cái điển. Sáng gió nhiều, tầm này thì gió nó ít. Mất mồi à? Đấy, còn đi sang phía bên này, ngó nghiêng bên này một tí. Anh Đạt đang ngồi, anh lụa, anh dích nhỉ? Micro dích à? So dích, micro dích à? Anh Đạt thì không có mùi thật, có mùi giả thôi. So dích nhỏ nhỏ, hôm qua anh Đạt so dích được một con bé bé. Micro dích chứ nhỉ? Cái Hùng? Micro dích đấy đúng không? Thuyền câu có ba anh em, cộng với lại ba anh em chủ ghe, chủ thuyền nữa là 6 người. Cắn chưa? Ngồi đây chờ tí. Có mực luôn à? Ok, chơi đi. Đây, còn chơi cả môn câu mực nữa đây các bác. Mình quay một loạt lèo này, mai tôi vào bờ là có 3G, 4G, có wifi tôi upload luôn lên. Còn cái loạt ký sự đi câu biển Côn Đảo này thì chắc lâu lâu đấy. Bởi vì là lần này tôi đang tranh thủ nghỉ lễ 30 tháng 4 ấy, mình đi câu. Xong cái về là tôi mò lên trên bản luôn. Mùa mật ong. Câu mực. Thế mai sẽ lên hàng trước. Sóng gió mầm luôn rồi này. Ngồi về sóng đánh ướt chân. Ác liệt. Đợi một tí nữa các bác nha. Hôm nay có vẻ nó ăn không mạnh ở hôm qua nhỉ? Không ăn. Hôm qua ăn mạnh lắm. Hôm qua thả xuống là phệt luôn mà. Đoạn này nó cũng không sâu lắm đâu các bác, chỉ khoảng tầm 30-35 mét nước. Cá đồng nhìn nó xinh lắm, đẹp. Ai còn xong cái này xem ông em câu câu mực đây, mồi mực đây các bác. Đống mồi mực đây.
hơi sóng gió một tí cho nên là khó quay đấy. Cô bắt nhựa. Ôi đẹp thế, cảnh đẹp thế. Hoàng hôn lặn đằng kia. Sóng gió bạt ngàn luôn. Chờ con cá lên mà lâu thế. Nó theo đàn rồi các bác, chỗ nó có chỗ nó không có. Nó gặp đúng đàn thì nó ăn rất là nhanh. Thả xuống là cắn. Thôi tạm thời để đây đã. Thế còn chỗ nghỉ ngơi thì phía trong kia. Thuyền trưởng đang nằm trên kia. Chú đang chuẩn bị cơm tối. Đẹp. Mồi luôn sợ. Hả? Mất hết mồi luôn. Mất hết mồi á? Nó rỉa của gì kinh thế nhỉ? Con cá đồng rất đẹp các bạn, nó đỏ 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 đẹp lắm, hồng hồng. Câu dâu mực. Các bác xem ký sự kia thì phải đợi nhá, đợi một thời gian rồi tôi edit xong rồi tôi đưa hết lên. Lộ trình chuyến này đi câu biển thì tôi cũng chỉ ngoài này khoảng 3 ngày 2 đêm thôi, còn lại tôi dành gian trong bờ. Hoàng hôn đẹp thật. Lên một con cho anh em ngắm cái nào. Không edit được, tôi không quay được ngắt cảnh đâu các bác. Tôi quay một lèo, ui giời sóng kìa. Lúc sáng này nó còn giật đúng đúng ấy. Chứ nó không êm kiểu này đâu. Đây là chọn chỗ neo tối nghỉ là nó còn êm rồi đấy. Phang à? Phang. Hồi nãy đường con thì mình không quay. Đấy, giờ tới đấy. Chết. Chưa. Chưa à? Nó thế đâu cần giật cực cực cực. Khán giả ngồi xem chờ sốt ruột. Ai không thấy cá cắn cầu. Kể chiều hôm qua quay cái này thì đẹp. Cái giật liên tia tịa luôn. Đấy, chết rồi. Được rồi, được rồi, được rồi. Quả này chưa? Chắc chắn nó quả này được. Đầu cần dùng cái kia. To đấy, con này to đấy. Ai xa. Đẹp luôn. Đây cho em cầm con này cái. Đây các bác cá đồng. Đồng đây, bé bé này. Sáng nay được chúng tôi được một con to lắm, khoảng tầm 3 kg. Con đấy là con đồng khơi khác con này. Con này là họ, con này cá đồng nhỏ nhỏ này. Con này bảo rán ngon lắm. Mà dùng con này để câu con cá mú. Sáng nay tôi lại dùng một con này để câu được con cá mú khá khá. Bự chẳng luôn. Chiều hôm qua thì tôi ôm cái cần này, tôi oánh con đồng này đúng cái ổ của nó. Mình đó cảm giác đấy rất sướng. Ơi điện thoại rơi anh Hùng ơi. Điện thoại. Đoạn đấy nhưng ánh sáng nó không tốt như bây giờ. Thì ánh sáng tốt hơn. Con này nó cắn nó giật từ ấy. Đầu cần này tưng tưng. Đây là cần dích thôi các bác ạ, mang đi câu đồng là cần dích đi chứ cần chết tiếp. Được không? Ôi ngắm quả này đi, hoàng hôn đây. Cơm nước đi xong là tí nữa. Tối nay có mực. Ở trong cái dưới này là có cái gọi là cái kiệt ấy, là cái nước lưu để cái bể cá nước ra vào để thả với con cá mồi, con mực. Cá sống ở trong này luôn các bạn ạ. Có con mực trong này này, mực sống. Thế để bên cá đồng chúng tôi thâu câu xong thả ở đây. Thôi kệ, chả cần. Chiều nay rán ở đấy ăn mà. Chiều nay rán, rán ăn á. Chính là phát ra anh con mực lên cho anh Tân này quay xong là thịt luôn để rán ăn. Thế thì tôi tắt này đoạn cậu bắt mực lên rán thì xin phép để tôi quay bằng cái máy ảnh của tôi.
Cảm ơn các bác nhé, hẹn gặp các bác sau. Đưa lên bên Hoan Cam để anh em ngắm nghía cái cảnh đẹp đẹp của hoàng hôn này một tí. Mình sẽ hẹn gặp nhau sau bên Hoan Food là đăng toàn bộ ký sự của chuyến đi.